Ngoài 30 tuổi, bệnh nhân này vào viện khi triệu chứng ho dai dẳng, sốt cao kéo dài nhiều ngày. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy phổi đã xơ hóa. Các bác sĩ chẩn đoán anh mắc bệnh lao. Trong giai đoạn đại dịch, bệnh nhân từng mắc COVID-19, tự điều trị tại nhà. Ở nhà thì biểu hiện là ho cả đêm, khó thở. Vẫn đi làm, thấy người nó mệt quá hơi thì quyết định vào viện. Thường là bệnh nhân vào với cái biểu hiện là ho kéo dài, sốt về chiều và xuống cân. Chụp chiếu phổi thì thường là tổn thương cái đỉnh phổi rất là rõ ràng. Từ đầu năm đến nay, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ tiếp nhận 22 trường hợp bệnh nhân lao dưới 30 tuổi phải điều trị nội trú, trong đó nhỏ nhất là bệnh nhi 8 tuổi. Điểm chung là tất cả các trường hợp này đều từng mắc COVID-19. Một số trường hợp kết quả chụp X-quang cho thấy phổi đã trắng xóa. Các nghiên cứu cũng chỉ ra tỷ lệ bệnh nhân mắc lao phổi có liên quan đến COVID-19 lên tới 25%. Khoảng 9,5% bệnh nhân mắc lao phổi ngay sau khi mắc COVID-19. Điều đáng lo ngại là tỷ lệ tử vong cao lên tới 12% của những bệnh nhân đồng nhiễm lao phổi và COVID-19, đặc biệt ở người có bệnh nền tim mạch và đái tháo đường. Nếu điều trị nào mà không đúng và kịp thời thì thường bệnh nhân để lại một di chứng rất là nặng. Cái nặng nhất là tử vong, còn nhẹ thì là xơ hóa phổi và dẫn đến là cái khó thở kéo dài, mắc về bệnh phổi mãn tính và sẽ lây lan ra cộng đồng khi không phát hiện sớm. Các bác sĩ khuyến cáo người dân có biểu hiện về hô hấp như ho khạc đờm kéo dài trên 2 tuần, ho ra máu, tức ngực, khó thở thì cần đi khám sớm, chụp X-quang phổi, đo chức năng hô hấp, xét nghiệm đờm để được chẩn đoán điều trị kịp thời nếu mắc lao.